Hello anh em. Hello, xin chào anh em nhé. Hello mọi người. Hello mọi người. Cái nick đang chơi à? Cái nick đang chơi à? Chết rồi. Hello mọi người nhá. Hello mọi người nhá. Trông anh Duy già thì anh đến cái tuổi già rồi còn gì nữa. Tầm này thì còn trẻ với ai nữa anh em. 28 cái tuổi ranh rồi. 28 tuổi rồi. Sắp 30 cái nơi rồi. Còn trẻ với ai nữa anh em. Anh này dạo này chăm gớm, chắc chuẩn bị nghỉ mấy hôm. Mai anh nghỉ, mai anh nghỉ nha Huy ơi, nghỉ mai anh nghỉ nha. Em Quỳnh đánh ranh Hàn rồi anh em ơi, tôi phải bổ nốt cái kèo này cho nó xong đi, tôi sang Hàn tôi đánh anh em ạ. Sắp tới MSI là khả năng là mấy con vợ gọi là game thủ chuyên nghiệp là nó sẽ gọi là đánh ranh Hàn nhiều ấy, khả năng là mình còn có content săn được anh em ơi. Nhỉ. 10 phút nữa em mới xong à? 10 phút nữa em mới xong à? Hết rồi. Anh em mình ngồi nói chuyện với nhau tí nhá. Tại vì cái nick của tôi đang có người chơi. Ác anh á, chỉ lên kim cương 2 là được rồi. Bạn chung xúc xích của anh đánh ranh tụt không phanh. Đua đánh Hàn với Sena đi à? Chắc là không anh em ơi. Sena giờ nó có đánh ranh nữa đâu. Sena giờ nó có đánh ranh đâu. Có mỗi cái nick Hàn mẹ thấy bạch kim suốt. Có đánh lên đâu. Nick tớ kim cương của anh em ạ. Đánh ranh Hàn tầm này khó đua ấy chứ. Sena giờ lười chơi game lắm. Sena giờ lười chơi game lắm anh em, có phải như ngày xưa đâu. Sena giờ lười đánh ranh lắm. Dạo này anh không đua với Trung Mát nữa à? Anh không đua với Trung Mát rồi, chia hành lý thôi em ạ. Trung bây giờ đi làm việc khác rồi. Sena gì giờ chỉ đợi húp rồi đi du lịch thôi à, sướng nhỉ. Thì ra cái cuộc sống của bạn anh nó thư thả thật đấy, cứ lâu lâu lên bú kèo 1-2 lít đi chơi đi du lịch rất ok. Tóc anh á, tóc anh là tóc Uli, nói chung là dạng gọi là xoăn nhiều anh em ạ, dạng gọi là dạng bút đồ đấy. Chiều qua Lĩnh Nam mà anh vừa tạt qua xong bây anh vừa về rồi. Anh Duy không đi tìm kho báu à? Chưa 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 đủ thuyền viên anh em ơi. Sáu trăm 673.000 tỷ, vãi lìn thật, kinh thật đấy, gấp 40 mấy lần tài sản của anh bảy, sợ thật, bú đẫm. Hello Việt nhá. Hello Hùng Vũ nhá. Hello em. Cái nó kinh khủng nhất đó là tiền mặt nhé các ông.
Kinh thật. Em cảm ơn anh Cường nhá. Anh đợi em một chút nhá. Anh đợi em một chút nhá. Cái nick của em đang chuẩn bị em mới được chơi. Đang có người chơi. Tiền đó tiêu chắc 100 kiếp không hết rồi. Hết làm sao được anh em, chả tiêu gì hết được. 40 mấy tỷ đô anh em ạ, không tiêu gì được hết thật. Không tiêu được cái gì trên đời hết. Nếu mà đổi ra tiền 5 lít là khả năng là nó phải là một quả đồi luôn đấy. Tiền đấy, sợ không? Anh em mình đi tìm kho báu à. Mai mai anh em đi tìm kho báu nhá Quỳnh nhá. Mai anh em đi tìm kho báu. Ok chưa? Mai anh em đi kiếm tìm kho báu. À từ từ cái. Để đổi cái Nightbot cái, rảnh đổi cái Nightbot cái. Cái Nightbot. Ten 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 ten. Hôm nay bắt đầu hết quảng cáo auto cạc rồi đấy anh em nhé. Hôm nay là tôi hết hạn quảng cáo auto cạc 365 rồi. 18 tuổi giờ đi du học Hàn, ngày học 4 tiếng, nhảy đi làm 12 tiếng, vừa cắt gà vừa xem Anh Doe. Mà nhớ khoảng thời gian ở nhà vô lo vô nghĩ leo danh, thấy nhớ nhà lắm, anh còn nhớ em không? Nói chung là bây giờ ai cũng phải lớn rồi. 18 tuổi mà em được đi sang nước ngoài là em sướng hơn nhiều bạn rồi. Cố gắng lên nhá. Sea of Thieves đi anh gì game bú luôn à? Nhập vai luôn đấy à Nhân ơi, hello Nhân nhá. Cái game đấy là nó như nào, nó là đi bàn à? Cái Sea of Thieves đấy là như nào ấy nhở? Cuối cùng nhiều tiền cũng có được tiêu đâu, cứ nghèo nghèo tí cho xong. Không anh em, nhiều tiền thì nó cũng giải quyết được nhiều việc ấy chứ, sao lại nghèo nghèo tí cho xong rồi anh em. Chẳng qua là người ta làm bẩn thì người ta giàu nhanh thôi, mình thì vẫn phải làm giàu chứ, làm sao mà mình nghèo được đúng không? Mình chỉ cho phép mình bản thân mình nghèo đến năm 30 tuổi thôi. Ngoài 30 tuổi là mình bắt buộc mình phải giàu một tí ấy, bắt buộc ấy. Chứ nghèo khổ lắm anh em ạ. Nghèo ra đường chúng nó khinh. Bốn người lên thuyền ra biển làm nhiệm vụ à? Nghe ok đấy nhở Quỳnh ơi, Sea of Thieves bông Quỳnh. Để anh mua game. Anh có bao nhiêu tỷ rồi? Anh làm gì có tỷ nào? Tôi chưa có tỷ nào anh em ạ. Hiện tại tôi vẫn còn đang âm. Hiện tại tôi vẫn còn đang âm nửa tỏi. Vẫn đang âm nha anh em nha. Phải à đâu, mình phải âm một tỏi chứ. Ờ tôi phải đang âm một tỏi đấy. Phải tầm khoảng một năm nữa thì một năm đến một năm rưỡi nữa, nếu mà làm ăn mà nó ổn áp thì nó hết hồi vốn được hai cái quán đấy thì ok. Khoảng một năm rưỡi nữa hồi hai quán là ok. $60 cái game đấy á? Ui thế thì chịu rồi, đắt đấy. Không phải body xem mình đâu mà anh fix cái mũi là dung cúc luôn á. Mũi gì ok mà anh em. Mũi gì ok mà. Đâu có bị thấp lắm đâu anh em, trông cũng ok mà. Tôi thật với anh em là con dai để mũi cao quá nhìn nó lộ lắm. Cái mặt dai Việt của anh em mình để cái mũi mẹ mũi Tây trông nó cứ bê đê đéo nào ấy, trông nó bạc nhược lắm. Tôi không thích con trai nâng mũi anh em ạ. Con gái nâng mũi thì ok bắt buộc. Còn con dai thì thôi.
Mua lậu à? Mua lậu như nào ấy? Chồng chồng chán lắm, chồng chồng mấy mấy ông con trai nâng mũi chồng chán lắm. Anh Duy phân tích tại sao súng Tây nó to và dài hơn anh em mình á, cái gen của nó thế rồi em ạ. Cái gen của chúng nó mẹ mày to lớn từ ngày xưa đến nay rồi. Tôi thật với anh em chứ ngày xưa các thời các ông các cụ nhà mình chỉ tầm mét rưỡi, mét sáu là hết vị. Thì bọn Tây nó đã mét 8, mét 9 rồi. Cái gen của chúng nó đã vượt trội hơn mình rồi anh em ạ. Cẩn thận mua lậu mất kênh anh Độ à? Ok em ơi. Tài khoản set 1 có chơi được set 2 không anh? Hình như vẫn vẫn được cái đâu ấy. Anh không biết đâu, Steam mua game mà được mà. Game set chơi free mà. Thời chúng họ ăn toàn thịt, toàn phô mai, toàn xúc xích cái gì ấy. Thời các cụ mình ăn toàn ngô với cả bắp thì khó anh em ạ. Anh chơi thử game Wukong công à, mày chơi đi. Anh chịu nhá. Wukong công thì anh chịu ấy. À, cơ sở 1 á. À, tài khoản ở cơ sở Vương Thừa Vũ thì anh em đăng nhập được ở bên đường láng thôi nhá, còn Lĩnh Nam là nó tách 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 biệt đấy. Bản thường trên Steam 4 lít à, ở đấy thì hợp lý ấy. Nhưng mà bản thường với cả bản VIP thì nó khác nhau nhiều không? Cái thế hệ của nước mình giờ to, giờ to mà. Thế lần trước tôi mới bảo với anh em là bây giờ sinh năm 2000 là chúng nó mét 8 hết rồi. Tầm khoảng 2010 ấy, cái hội mà 2010 ấy đổ về đây ấy là cái hội đấy kiểu gì là chiều cao trung bình chúng nó phải 1m75 đến 1m8 đấy. Tôi không phải tự 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 khoe đâu, nhưng mà ngày xưa tôi sinh năm 96 thì cái thế hệ 9x của tôi để mà mét 7 là vơ đét rồi. Tôi mét 73 74 là vơ đét luôn đấy. Mấy thằng bạn học cùng lứa với tôi ít thằng cao hơn tôi á, chỉ có một hai thằng thôi. Làm quả nạp tài khoản X3 thỉnh thoảng quán anh vẫn khuyến mại mà. Ui giời, khuyến mại suốt đi anh em ạ. Dạo này cứ chạy chương trình suốt tại vì bây giờ cạnh tranh nhiều lắm. Có những quán nhá, thì phải có những quán bia nhá. Mở ra cho khách free nửa tháng vãi luôn đéo hiểu. Mấy 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 ông anh kinh doanh rất ok. Chả hiểu kiểu gì mà cứ mở ra là khuyến mãi, cứ mở ra là free tiền bàn, thật sự là chết. Tự nhiên lại hạ thấp hết cả cái ngành gọi là giải trí luôn. Cái ngành net với ngành bia tôi thật với anh em là giờ khổ lắm. Ông nào cũng đua nhau khuyến mại để kéo khách. Lên là chết, chết hết. Nắm tay nhau chết hết. Cứ khuyến mãi nhiều xong bắt đầu để cho nó 1-2 năm đầu nó trôi qua thì tôi thật với anh em là 1-2 năm đầu mà không gỡ được lại cái số vốn thì năm thứ ba, năm thứ tư là chỉ có chết thôi. Mẹ mày chỉ có đứt thôi. Nói chung là toàn các ông làm phá giá ấy, nên là bây giờ cái ngành nó bị khó khăn anh em ạ. Bây giờ một quận ví dụ như cái quán đường láng của tôi nhá. Xung quanh cái khu vực Cầu Giấy đường láng ấy tổng cộng là có 70 quán anh em ạ. 70 quán thì anh em bảo khách ở đâu ra? Trong khi mẹ mày cái gì? Giảm nửa tiền bàn rồi free tiền bàn lại còn tặng cả đĩa hoa quả nữa thì chịu chết. Sợ thật. Giờ làm miếng đất làm cái sân bóng không anh, bây giờ anh thật anh đây anh có tiền anh mở một quán cà phê với rửa xe gara ô tô. Duy cực kỳ là thích cái mảng rửa xe gara ô tô anh em ạ, rửa mà rửa kiểu chuyên sâu ấy, mấy trăm nghìn một gói ấy đấy, xong kết hợp với cà phê nữa là rất ok. Mình không nhận sửa xe hay là không nhận gì cả, chỉ có rửa thôi, vào độc rửa thôi, cực kỳ ok luôn.
Cái mảng ấy ngon đấy nhưng mà chưa có tiền làm anh em ạ. Anh không thấy chơi với Trung Anh à? Trung Anh nó đi làm việc khác rồi, chia hành lý rồi nhá. Nhà em bán thịt trâu cũng bị chúng nó phá giá mà giờ phá giá kinh á. Em lâu không qua bên Lĩnh Nam ngồi mà không hiểu ác em biến mất khỏi hệ thống quán. Không, nói chung là hệ thống ở bên Lĩnh Nam từ lúc mở quán đến bây giờ chưa có thay đổi gì nhá. Em có nhầm lẫn gì không? Ca sĩ anh Tú Cảm ơn đã ca sĩ anh Tú scan nhá. 5.000 đồng. Thôi ông ơi, tiền ông để đi đánh gôn quanh năm chẳng hết, làm gì? Tôi chưa đến mức đấy đâu, tôi chưa đến mức đấy đâu ông ơi. Chưa nhá Tú nhá. Giống nhà em đang làm à, cái đấy ok mà. Giờ ai kinh doanh mà không vậy, ai trụ lại cuối cùng thì người đó thắng à, đúng rồi anh em, chuẩn đấy. Nói chung thì tôi thì quán tớ thì tớ vẫn tự tin về tất cả dịch vụ, tất cả mọi thứ về. Nói chung là anh em bỏ tiền ra anh em chơi thì anh em sẽ nhận được những cái dịch vụ nó xứng đáng. Nên mình vẫn tự tin anh em ạ. Thế thôi, còn nói chung là cái ngành ai giảm giá, ai khuyến mãi thì cũng kệ người ta. Tôi thật với anh em là nếu mà có cái tư duy mà kiểu kiểu làm như thế để lấy khách thì tôi thật người ta chỉ chơi đến hết khuyến mại là người ta đi. Tôi hứa với anh em luôn. Có những quán người ta đến chỉ để người ta chơi khuyến mại đấy anh em ạ. Và những cái quán đấy thì 1 đến 2 năm mà không tay mà không to ấy, trụ mà không được ấy là cúc 100% tin chuẩn. Nên là mình cứ tự tin vào cái dịch vụ của mình thôi. Thực ra bây giờ khách đi chơi người ta cũng không tiếc tiền anh em ạ. Nói thật là khách bây giờ đi chơi người ta không tiếc tiền. Chỉ cần là mình phải phục vụ người ta tốt, dịch vụ mình tốt, tất cả mọi thứ của mình nó thuận tiện. Cái đấy là cái đầu tiên. Thì kể cả có đắt hơn một tí hay là có như thế nào một tí, người ta nhận được cái giá trị thực sự thì người ta sẽ ở đấy người ta gắn bó thế thôi. Còn đâu mà mấy ông cứ tham cướp khách kiểu đấy thì chỉ cúc. Quan trọng thứ nhất là marketing, thứ hai là cái dịch vụ quan trọng nhất anh em ạ. Cái ngành này là cái ngành dịch vụ mà. Dịch vụ là mình phải phải hàng đầu. Em nhớ mỗi Vương Thừa Vũ ngay gần nhà rảnh là qua à, xuống này. Tôi tiếc cái Vương Thừa Vũ lắm anh em ạ. Ca sĩ anh Tú đã huy scan Extreme 5.000 à, đồng. Cạnh tranh về giá là ngu dốt rồi. Giờ phải cạnh tranh về chất lượng dịch vụ. chuẩn luôn chuẩn luôn chuẩn luôn chuẩn luôn. Ui rồi ôi, anh cảm ơn Nhân nhá. Anh cảm ơn Nhân nhá. Ui, tặng anh con game Sea of Thieves luôn à. Thì anh xin nhá. Cảm ơn tình yêu của anh rất nhiều. Bú luôn à. 100 GB ở. Được rồi, để tí nữa chiều anh treo máy anh tải. Ôi thôi, nhắc đến Vương Thừa Vũ thì nó lại tiếc anh em ạ. Thật sự với anh em là nếu mà tôi mà còn quán Vương Thừa Vũ đến thời điểm hiện tại là tôi cực kỳ khỏe luôn đấy. Cực kỳ là chiêu chiêu đấy. Tôi bị gãy cái đoạn đấy anh em ạ. Tôi bị gãy cái đoạn đấy hơi sâu. Tại vì anh em biết là tôi làm quán Vương Thừa Vũ được có bao nhiêu? 1 năm 2 tháng. Tính ra là được 1 năm 2 tháng. Thì nói chung là vốn liếng thì mình còn một chút nữa thôi. Mình còn một chút nữa thôi là mình hồi vốn được quán đấy. Nếu mà quán đấy mở được khoảng 5 rưỡi là tôi hồi vốn. Đấy. Nhưng mà nó bị gãy ở cái đoạn đấy nên là mình mất tiền. Mình chuyển qua bên láng này. Mình mất tiền mình đầu tư thêm máy móc này. Nên là tôi gãy cái đoạn đấy nó hơi sâu. Nói thật với anh em gãy cái đoạn này nó hơi sâu. Cái đợt mà cái quán Vương Thừa Vũ là tôi phải đi vay thêm 1,5 tỷ đấy. 1,5 tỷ thì bắt đầu mới set up được thêm bên láng đấy. Thế là bây giờ âm nó hơi nặng. Chứ không bây giờ là ngon này. Bây giờ là chiêu chiêu à. Anh Duy mở một tiệm 3 tỷ không anh á. Quán Vương Thừa Vũ là 7 tỷ 2. Quán Đường Láng là 11 tỷ. Còn quán Lĩnh Lam là 8 tỷ. Nhưng mà tớ làm chung anh em ạ. Tớ làm chung với 4 5 anh em nữa. Mỗi anh em một tí. Lý do là phòng cháy chữa cháy thôi anh em.
Nói chung là hồi đấy nó cũng hơi căng thẳng một tí. Hồi ấy nó cũng hơi căng thẳng một tí bởi vì ở cái khu của tôi ấy nhiều cháy quá anh em ạ. Nên là cái người mà đỡ đỡ cho bọn tôi ở cái phòng cháy chữa cháy người ta không làm nữa, người ta không 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 giúp mình được nữa, nên là mình phải đi thôi. Quán đấy bị thu hồi hết rồi, quán đấy bị thu hồi hết rồi. Cái quán đấy nhá. Bây giờ bất kỳ một cái gì vào thuê người ta cũng không cho thuê, người ta giăng biển luôn mà. Riêng cái tòa nhà Vương Tử Vũ bây giờ người ta giăng biển luôn. Cấm tất cả các thể loại nhá. Anh em phải biết là cái tòa nhà đấy nhá, nếu mà dân không bỏ tiền ra mua nhà ở đấy nhá là người ta còn đuổi đi cơ. Nhưng mà dân ở đấy người ta bỏ tiền người ta mua nhà rồi nên là chính quyền người ta không đuổi đi được. Còn đâu nếu mà đúng ra là cái tòa đấy còn bị đuổi hết cơ, không cho ở cơ. Tại vì nó không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy anh em ạ. Bây giờ mà xảy ra hỏa hoạn là cứu thương là vào được mỗi một mặt. Nghĩa là anh em phải hiểu cái luật phòng cháy chữa cháy là xe cứu thương phải vào được 2 đến 4 mặt của tòa nhà, nhưng mà cái đấy nó chỉ đến được đúng một mặt thôi. Đấy, nếu mà nó cháy ở đằng sau ấy là chịu. Phòng cháy chữa cháy không vô được. Không, tôi phải chủ tịch nhé anh em nhá. Tôi thì cổ phần bé nhất thôi. Tôi là em út thôi, tôi là em út thôi. Ngày xưa quán ấy lộc lắm anh em ạ. Anh em phải hiểu là có những hôm mà công an người ta vào đuổi ấy. Công an người ta vào đuổi xong mình đến mình lo lủng các thứ ấy, chỉ tầm khoảng 30 phút sau khi mở lại là nó lại full rồi. Quán ấy lộc kinh khủng luôn. Quán ấy cứ mở là có khách, cứ mở là có khách. Thế mới đẳng cấp chứ. Mà tôi thật với anh em ngày xưa bị hành nhiều chứ. Ngày xưa quán ấy bị hành cực kỳ nhiều luôn. Tại vì mình, thứ nhất là mình không đủ điều kiện ấy, nên là người ta cứ vịn vào cái đấy người ta hành mình thôi. Thế là mày bị hành nhiều vãi lìn, nhưng mà mở ra là full, mở ra là full. Thế mới đi kinh. Mà tôi thật với anh em, quán đấy nó còn lởm hơn quán quán láng bây giờ. Tại vì cái đấy nó bị cái gửi xe nó hơi chói khoáy một tí. Nhưng mà không hiểu kiểu gì mà vẫn ok. Không, nhưng mà cái đợt tớ mở ở quán Vương Tử Vũ là đợt sau dịch anh em, vừa mới hết dịch. Vừa mới hết dịch nên là ngon. Ca sĩ anh Tú đã rescan 5.000 đồng. Tôi đờ hiểu sao các ông lại thích bỏ ra mấy tỷ để nhặt đờ xi tí tiền lẻ mỗi ngày. Như tôi mỗi ngày vốn 100K, 6:30 được 7 củ ấm. Ok ông nhá, chúc ông may mắn nhá. Chúc ông thật nhiều may mắn nhá, ca sĩ anh Tú. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Xong kéo anh vài game nhỉ. Anh danh gì anh Cường ơi? Kỷ niệm dắt gái tới vừa sờ bưởi vừa chơi game có à nhân ơi. Sao lúc thuê không nghiên cứu à? Thật sự với anh em là tôi nói thật với anh em nhé, hiện tại luôn rất là nhiều cơ sở kinh doanh không có đủ điều kiện nhưng mà người ta vẫn làm được, chẳng qua là cái hồi đấy nó bị cháy nhiều quá thôi nên là khó. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Anh Kim Cương 4MAH. Em cảm ơn anh Cường nhá. Cường ơi em nên đánh với hội người già đây này kìa, anh Thủy bảo kìa. Nói chung là đen thì chịu thôi, không làm nào được anh em ạ. Xong chưa nhở? Cái nick của mình vào được chưa nhở? Tuấn Anh ơi, nhanh nhanh cho anh mượn cái nick anh đánh cái nhá. Khả năng anh phải đầu tư cái cam khác. Cảm giác cái cam này nó hơi bị slow à. Hay là tôi mua cái cam lên 2K nhỉ, nhìn cho đẹp nhỉ. Cái cam này nó đi với tôi nó cũng rơi vào khoảng 3 năm rồi đấy. Khả năng là tôi bào cái cam này cũng hơi dã man rồi đấy anh em ạ. Có khi phải đổi cam thật. Thực ra bây giờ nó có cái công nghệ nó gọi là dùng máy ảnh để làm cam ấy, nhưng mà tôi thật với anh em là tôi bây giờ tôi dùng nhiều thiết bị không dây quá rồi. Với cả nhiều cái thiết bị cắm cáp quá nhỉ. Tôi cảm giác nó cứ lắc lắc sau ấy, nên là tôi không muốn mua cái máy ảnh. Chắc là kiếm con cam Logitech 2K là đẹp.
Ôi trông cầu kỳ lắm anh em ạ. Có cái cam mà trông nó nhỏ gọn, trông cái máy ảnh trông cầu kỳ lắm. Có cái cam này, có cái cam Logitech này cũng được này. Trước tôi cũng định đổi cam Logitech gì đây, đây 2K này 5 triệu hay sao ấy nhở. Đây à, 5 triệu 7 này, 4K mẹ luôn đây này, 4K và 5x zoom này này. À, cái này trông ok này, 5 củ. Camera mới nhất đây này, đấy cứ mới nhất mà phang là bú. Rồi đi, anh đã vô ở đâu? Nó vẫn không chịu anh vô. Anh thoát anh vô lại mà. Ơ sao cái nick này nó bị sao nhỉ? Nó không cho mình vào nhỉ? Anh làm con máy ảnh like 50 50M, 50M thì thôi. Thôi nói chung là nó không cần thiết đâu anh em ạ. Phí tiền lắm. Mấy cái cam này nó cũng đẹp rồi mà, chẳng qua là mấy anh em dùng máy ảnh thì người ta cầu kỳ, người ta cần thôi. Chứ dùng mấy cái cam này được rồi, bọn nước ngoài toàn dùng cam này mà. Ừ, đúng rồi. Cũng thế thôi. Ơ sao cái nick này nó vẫn không vào được nhở? Em Tuấn Anh, em mau giúp anh Thực với. ra là cái can này anh cũng đã chỉnh cho nó kiểu đẹp nhất đâu, anh chưa biết chỉnh màu chỉnh cái các mà. Chỉnh nó cũng chỉ đến thế thôi. Nó chỉ chỉnh sáng thôi, chỉnh cái gì. Cảm ơn dấu tên nhá. Dấu tên đã WeScan 10.000 đồng. Lại vợ Livestream có vui cho tiền vẻ. đâu mà mua cam xịn. Chỉ có ông mới không được cầm tiền ở nhà ông thôi, chứ chồng tôi, nhà nhà tôi chồng tiền hết. Ok. Tôi sâu tài khoản cho xem không? Còn 1 đồng tôi đi lấy chồng cho tôi vô sản. Khả năng là Cái đút của mình nhận nhỉ? ví dụ mà ngày mai mà chồng đuổi ra khỏi nhà là trước khi đi thôi. Thôi bây giờ anh cũng đuổi em ra, anh cho em 1 triệu để em mua vé về nhà mẹ em. Tuần sau để tài khoản của Cường chị Lan nhé em. Can đã Ok anh scan 10.000 ơi, em đồng. cảm ơn anh Cường Tuần nhá. sau để tài Ok khoản của Cường chị ơi, để em nhé. nhắn tin anh số tài khoản của em. Anh cứ banh thẳng ra bên đấy cho em mà được, chứ em làm gì có tiền đâu. Sao ấy nhở? Em Sao đã vậy mốc? out thật chưa ấy Tuấn Anh ơi? Rồi của em khỏe không? Em nhớ chị quá. À, chị khỏe. Hôm qua chị vừa đấm nhau với chồng chị xong em có thấy không? Em thấy hôm qua vợ chồng chị Ai được vừa rồi, chiến được rồi, được đấu. rồi, được rồi, được rồi. Ơ sao ấy nhỉ, sao nó cứ bị kẹt cái này ấy nhỉ? Ơ sao nó cứ bị kẹt game nhỉ? Out rồi mà nó vẫn bị kẹt game ta. Mày đi mà. Không, cái này không liên quan đến máy, bị kẹt cái nick thôi. Em out hẳn đi Tuấn Anh ơi. Out ấy, em out out cái game ấy. Kiểm tra mạng bạn nào. Mạng mà. Không phải do mạng. Kẹt bố nick à. Lại đăng nhập lại mà. Anh em cho mình xin một like nhá. Mọi người đang xem thì bấm cho tớ xin một like nha anh em. Đơn phép anh em ngày mai nghỉ chưa? Ngày mai xin phép anh em nghỉ một hôm nhá, đi chữa Thế thì lành đấy ngày nhá. ngày mai hãng lên vlog. Ngày like thất thường, ai có like thất thường đâu bạn ơi. Ngày nào trả like, hôm thì 2K, hôm 1K mà. Bây giờ làm công nhân người ta cũng có day off chứ.
Anh em để tôi tí nhá, để tôi reset lại máy xem sao. Lút tôi đang bị loạn loạn sao ấy. Là phải tắt cả live stream đi à? Không, live hai máy mà. Tắt đâu. Em cứ kệ anh đi, đùa. Bớt khủng nhá. Anh em đợi tôi tí nha. Tôi khởi động lại cái máy cái. Để luôn là mọi người tán gái, mọi người chỉ cần chọn đúng đối tượng thôi. Mọi người cần tán mấy cái hay với cả muốn Bình Phạm âm đã có Bình Phạm nha. Đồng. Ông ơi cam củng làm gì? Rồi lúc like lại tắt cam tắt mít chữa lành. Bắt buộc rồi. Tổn thương quá đấy phải chữa lành nữa ông ơi. Ok được rồi đấy. Yo. Ồ, nó lại update cái gì đây? Được rồi anh em ơi. Update cái gì đây? À, như nào nhờ? Anh Cường ơi, anh rủ em chơi đúng không nhờ anh Cường nhờ? Anh có đánh được không đấy nhờ? Kim Cương. Anh có đánh không nhờ? Vô đây anh, vô đây. Bố tuyệt vời đây đúng không? Bố vợ tuyệt vời à? Ok bố vợ. Một hero fit cá. Ai à? Bảo sao ông anh suốt ngày bảo mình đánh fit cá. Một hero fit cá à? Được đấy, được đấy. Thôi để em đi dừng nhau. Bình Phạm đã rescan 5.000 đồng. Ông cứ làm content ngày thua 7-8 trận với em Quỳnh Ladder muốn on cam ngay. Chịu luôn đấy. Cảm ơn Bình nhá. Thua với em Quỳnh là chết cơm đấy. Đa số mấy ông streamer vợ toàn tên Trang à? Luôn nhiều đấy, nhiều luôn đấy chứ. Anh dùng gói mạng nào á? Anh dùng mạng FPT bình thường thôi. Anh chả biết anh gói nào, một tháng đóng bao nhiêu nhở? 300 à? 250, 300 gì đấy. Dùng gói mạng bình thường thôi, đâu có gói mạng gì xịn đâu. Nhà tôi thì tôi dùng hai mạng anh em ạ, một gói Viettel, một cái FPT. Hôm nào cái nào lag thì tôi cắm cái kia thôi. Nói chung là anh em mà chơi cả những cái server nước ngoài, ví dụ như kiểu rank Hàn ấy, thì lên chơi FPT. FPT chơi quốc tế ngon, nhưng mà để mà ổn định ở trong nước thì tôi nghĩ là Viettel là ok. Nhưng mà Viettel thỉnh thoảng binh nó hơi cao á, lâu lâu lại tăng tí binh. Anh nhận kèo Zumi mid à? Thôi anh chịu rồi. Anh dùng VNPT à? Anh chưa bao giờ dùng mạng 4 chữ bao giờ cả.
250-300 mà kêu không xịn nữa. Gói đấy bình thường mà anh em, 250-300 gói gia đình mà. Nhiều người người ta ở nhà rồi, người ta còn lắp cái gói doanh nghiệp 1 triệu ấy chứ. Bình phạ âm đã Whisken 5.000 đồng. Ông ơi, dây gì con xin hai loét ok không? Không ông ơi, con đấy thì tôi chịu rồi. Dừng single thì đi kiểu gì hả ông Bình ơi, hay ông giết tôi à? Ông đua với Quỳnh nhá, Quỳnh đánh rank Hàn rồi anh em ơi. Quỳnh leo thách đấu Hàn rồi. Quỳnh leo thách đấu Hàn rồi anh em ạ. Chia tay rồi. Thật ra thì mạng thì nó bất tận lắm anh em ạ. Mạng nó còn tùy khu vực cơ. Có những cái khu vực FPT nó cũng lag. Có những cái khu vực Viettel nó cũng lag. Nói chung là nó tùy vào khu vực ấy. Nhiều khi tôi chơi với anh em bạn bè cùng một loại mạng ấy, nhưng mà có người lag người không lag, mà nó do khu vực ở của anh em nữa cơ. Nói chung là mình cứ trải nghiệm thôi. Mình cũng chịu khó dọa nhà mạng một tí là ngon ngay mà. Tôi cũng hay gọi điện tôi dọa nhà mạng lắm anh em ạ. Lâu lâu mạng nhà tôi mà mẹ cảm giác là wifi ngồi trong nhà mà vẫn còn quay tròn ấy là tôi gọi điện tôi dọa luôn. Tôi cứ gọi điện lên là dạo này mạng nhà em như này như kia, khả năng là em đổi sang mạng khác. Là cuống cuồng cuồng là chiều là có mặt là lại fix phủng ngay. Băng thông băng thủng là không bóp nữa ngay. Tôi cứ gọi điện tôi dọa liên tục. Cứ lag tôi dọa. Dọa đổi mạng khác là lại cuốn quýt lên mà. Anh Cường ơi. Tại vì anh em phải hiểu là gì nhỉ? Kiểu mạng mà mình xài lâu ấy anh em. Mạng mà mình xài lâu ấy là người ta hay bóp anh em ạ. Kiểu mạng mình xài lâu ngày ấy là người ta hay bóp lắm. Alo. Anh Cường ơi. Anh không có mic à? Em là kỹ thuật viên mạng FPT đây, sau anh dọa là em hủy luôn đó. Thế thì anh cũng xin phép là anh hủy luôn mình ạ. Anh nói thật đấy. Em cứ dọa anh. Tôi thật với anh em là nếu mà tôi gọi nhà mạng mà người ta không đến fix được tôi cắt luôn ấy, tôi đổi mạng khác ngay. Cần gì đâu mà. Tôi cho bay luôn đi. Nhưng mà Minh ơi, em làm kỹ thuật viên FPT ở khu vực nào đấy? Để anh report cho nhà mạng cái. Mình là người có tiền, mình có... Ui giời ơi, tôi thật với anh em, mấy anh em mà đến chữa mạng nhà tôi sướng như vua. Bình thường kỹ thuật viên mà đi set up mạng ấy, thường thường là người ta không bao giờ người ta dám lấy phí. Nhưng mà mạng đến nhà tôi mà sửa mà ngon nghẻ, lúc nào cũng được cầm 1-2 lít tiền tip mang về. Mạng mày nước lủng, nước lọc, nước lạnh, các kiểu uống cầm díu dít cả. Cảm ơn dúi dít. Có khi cả tuần sau vẫn nhắn tin là anh ổn không, với cả anh thế này thế kia không. Em làm ở Cầu Giấy Thanh Xuân à? Em là Cầu Giấy Thanh Xuân, em tên gì ấy? Để hôm nào anh dọa tổng đài lắm.
Dịch vụ bên em lúc nào cũng ok mà em dọa anh đấy hỏng rồi. Em lại dọa anh là lần sau em cắt luôn thế này chết rồi. Cái này mà report cho nhà mạng là khả năng mất việc em ạ. Bỏ ngay giúp anh nhá. Mạng game home bao nhiêu tiền một tháng? Tiền mạng này nó không đáng bao nhiêu anh em ạ. Tiền mạng doanh nghiệp thì nó không đáng bao nhiêu cả. Chung là tiền tiền điện thôi, tiền điện nó mới tốn thôi anh em. Còn mạng thì anh em lắp thì nó không đáng bao nhiêu cả. Tiền điện nó mới tốn. Thực ra ngày trước là tôi cũng định lắp cái mạng doanh nghiệp để tôi livestream ở nhà ấy, tại vì nó cũng có 1 triệu một tháng thôi. Lắp cái đấy thấy bảo cũng ok nhưng mà tôi chả cần thiết, tại vì thấy lắp 3 lít là cũng ngon rồi. Không, nhưng mà tôi để ý rồi anh em, tôi dùng mạng FPT đến bây giờ là mười mười mấy năm rồi ấy. Cái hợp đồng tôi đang đang dùng mạng là mười mấy năm rồi. Tại vì cách đây khoảng 7 8 năm về trước là chính cái nhà này của tôi là gaming house của cái team cũ của tôi. Ngày xưa là tôi làm một cái team ở nhà tôi luôn, có tầm khoảng 10 cái máy tính ở nhà tôi thì chạy cái gói 300 này nó vẫn ok. Từ xưa nay tôi giữ, tôi vẫn xài. Ngày xưa nhà tôi là gaming house mà anh em, nhà tôi cái phòng bên cạnh này, phòng đối diện cái phòng này. Hồi đấy cái phòng đấy lắp 10 cái máy tính. Ngày xưa nghèo anh em ạ, thấy mấy anh em khổ quá. Thế là mình cũng có cái nhà. Thế bảo mấy anh em tự mua máy ngồi với nhau làm gaming house mà. Ô anh em ơi, tôi bị làm sao mà tôi lại không an tab được nhỉ anh em nhỉ? Cái lúc an tab tôi bị sao nhỉ? Alt với control của tôi không được mà. Là bị sao ra? Tương lai anh Duy phát triển game home lên nước khác không à? Khó anh em ạ. Chắc không đâu. Cái mảng net này chỉ làm ở Việt Nam được thôi anh em. Còn net ở nước ngoài không ok đâu. Chả có cái nước nào đi net nhiều như Việt Nam đâu anh em ạ. Cái này do game mà anh em. Do game mới do máy nhỉ. Chỉnh về cửa sổ rồi chỉnh lại như cũ là ok. Ok anh em ơi, đẹp cực kỳ. Vẫn thế. Nói chung là với tớ thì tớ mở net chỉ thế thôi anh em ơi. Mình đi kiếm cái khác mình làm thôi. Mở thế là đủ rồi anh em ạ. Quá nhiều rồi, hai là số nhiều rồi.
Nói chung là mấy anh em trong game home thì chắc là sẽ sắp tới là sẽ mở một cái ở trong Sài Gòn đấy, khoảng 2-3 tháng nữa sẽ mở một cái ở trong Sài Gòn. Và quán đấy thì tớ không có chung, quán đấy để cho mấy anh em làm thôi, mình hết vốn rồi. Sắp tới là game home ở trong Sài Gòn loanh quanh hình như là 2.000 hay 3.000 mét ấy, cả bia nữa. Đợt này mở trong Sài Gòn to đấy. Dự kiến là sẽ có anh Hoàng Luân với cả Hiếu LB, mấy anh em chung đấy. Anh thì anh chịu rồi, hết lực rồi. Không, tớ có làm ở đâu chung ơi, tớ không làm nữa. Giờ tớ chỉ máu mở quán cà phê thôi, bán nước hại dân thôi. Ơ, cái gì á? Là sao? Ơ, sao nó hồi nhanh thế? Phải... Ơ, sao ấy nhở? Sao cái game nó bị sao ấy mọi người? Đéo ping được luôn này, cái này là cái gì? Đéo ping được luôn. Không hiểu. Không, tôi không binh được luôn này. Tôi cứ binh là nó ra cái này luôn. Mẹ, bàn phím tôi liệt à? Nó là cái Xbox của game Windows á. Còn bị cày đấy, cứ bình hỗ trợ nó ra này. À, là bình quen tay bình là bị. Kẹt phím Windows à? Có được rồi. Nhưng mà vẫn không ăn táp được. Nhưng mà vẫn không ăn táp được mọi người. Ờ, vẫn bị này. Kẹt nút Windows thật này. Sao lại kẹt nhờ? Ờ, kẹt nút Windows thật đấy anh em ạ. Giữ Windows thì ấn được Ctrl này. Cày thì tối rồi. Chắc anh bấm nhầm phím gì à? Từ. Bây giờ ấn cái gì à Quân ơi? Xong học cái game. Thôi để cố chơi nốt game này đi rồi mình fix. Tí nữa các chuyên gia cho tôi hỏi tí nhá, các chuyên gia nhá. Tôi cũng hơi ngu về cái này nhá.
nhìn đầu nút cách á. Không được em ạ. Không được nhân ơi. Tao đang kẹt nút mà đừng có binh nữa đi. Thất việc đấy. Hay luôn bạn ơi. Đây đang xuống. Luôn nhầm. Má cái phím tùm lum mà đánh 80. What the fuck? What the fuck baby? FN Windows. Không được em ạ. Em cảm ơn anh Cường nhá. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Chơi nhàn cúa. Em cảm ơn anh Cường. Anh tập trung anh chơi giúp em đi, anh còn donate nữa. Đùa ông anh nhìn thật. À mẹ mày. Ui cho bà hát xe mẹp ta hát. Kì dữ vậy. Kì dữ vậy ta. Cứ cái nghe. Cảm ơn Solo TQ nha. Ca thuê The CRG nhỉ. Cái thuê làm gì? Thuê đánh danh à hay sao nhỉ? Thuê anh đánh danh thì cứ 5 lít một tiếng nhá. Đảm bảo uy tín nhá. Ôi ăn cứt rồi. Ít còn nè. Lướt cái gì không biết đâu. Can chuột tê à? Can chuột tê là gì? Không phải. Ơ can chôn được rồi này. Nhưng mà lúc ăn táp chưa được. Ơ can chôn được rồi này. An ally has been slain. Cảm ơn Solo TQ nhá. Thuê đánh Aram AG ơi. Thuê đánh Aram mà có à. Chữa lành đấy. Chữa lành hết thì điêu ạ.
Đấy, cái lúc ANT này. Bình phạ âm đã rescan 5.000 đồng. Khả năng bàn phím bị vào nước rồi, thay mới cho lành. Không, nước nôi thì bàn phím tôi không bao giờ có nước được anh em ấy. Thầy lộn má. Nó vào cướp thôi các. Nó đang bị chập nút Windows đúng không? Không, từ lúc mà nó ở ngoài desktop và tôi đã bị rồi anh em ạ. Chắc không phải là do game đâu. Lúc mà nó ở desktop và tôi đã bị rồi. Nút quen tay là nút ANT là bị. Hay luôn bạn yêu ơi. À, cái nút Windows này bình thường mình cũng không xài, có tí mình có tắt được cái phím ấy luôn không anh em nhỉ? Khả năng tắt cái phím đấy là hết bị luôn á. Rút tôi cái. Ô, lúc ANT lúc được lúc không thì chắc chắn là nó bị kẹt rồi. Bình Phạm đã rescan 5.000 đồng. Bình Phạm nhá. Bàn phím tôi cũng nhiệt phím error nửa năm nay mà vẫn leo vàng 4 đờ xi. Không sao đâu. Nhiệt phím R lửa năm à. Tính ra ông cũng lì đòn đấy nhở. Tôi là tôi hơi bị OCD một tí anh em ạ. Mẹ, những cái gì mà nó không đúng cái mà tôi hay chơi là tôi không chơi được. Tôi hay kiểu bị hơi khó chịu một tí anh em. Hơi OCD một tí anh em thông cảm. Hồi anh Duy đi Huế có thăm quan Lăng Tẩm không à? Anh không. Hôm đấy đi vội quá không kịp đi anh em à. Mà hôm đấy tôi, đúng hôm tôi về thì Huế nó mưa. Các màu à.
Không phải để ra vu bạn yêu ơi. OCD ấy. Nó kiểu hơi hơi ám ảnh cưỡng chế tí ấy. Ê, cứu tôi với. Mẹ à mày. Gì này? Ê! Một hút, hai hít hút máu. Cái lùm mơ. Chồng ông anh Cường 134 cực nhàn. Trông nhàn điên. Nó kiểu hơi hát, hơi khác khác theo ý mình. Tôi đấy, nó kiểu như vậy á. Đây là tôi chơi game tôi ghét bị đụng vào ghế á. Bà đòn các tình yêu ơi. À, nút can trôn hết bị rồi, bị mỗi nút ALT thôi. ALT là bị. Tôi bắn miếng coi. Chồng chạy kìa. Gì nó vẫn ngoáng thắng mình mà vãi thật. Hay luôn đấy, gì hay luôn đấy. Anh Cường ơi. Tôi đây lật gì, tôi đây bàn phím bị lệch góc chuột phát tục trên đường. Nhiều người bị cái đấy á, nhiều người bị cái đấy mà anh em chơi nó không quen là hơi khó, mà mình cảm giác mình càng lớn là mình càng bị cái đấy nặng ấy. Chứ ngày xưa tôi thật với anh em là ngồi quán net đôi khi ngồi chuột nào cũng chơi được mà phím nào cũng chơi được, cả sao mẹ bây giờ già lẩm cẩm với nhau ấy, cực kỳ khó tính. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Sao đánh với anh em chỉ tâm sự thế nhàn quá a hát. Anh có mic đâu anh Cường. Em còn không nghe cái mic của anh luôn á. Ok. Đâu các chuyên gia ơi, các chuyên gia giúp tôi cái. Bây giờ là tình hình cái lúc Windows của tôi nó không bật được.
Sao cái nút mẹ ALT nó lại thành nút Windows à? Ơ sao cái nút ALT nó lại thành nút Windows nhở? Cường Lan Can đã win. Em cảm ơn anh Cường nha. Cái mic của anh hỏng rồi. Ok à. Anh fix lại giúp em cái. Anh bấm tổ hợp nó đổi thành hệ Mac à? Thế bây giờ ấn thế nào để nó về như cũ à mọi người? Anh vừa rút bàn phím nó cắm lại một lần rồi. Đổi sang hệ Win à? FNS để đổi sang hệ Win. Không được anh em ơi. FN cộng S không được. Được anh em ạ. Anh cho em xem cái bàn phím ở đây, bàn phím của anh đây. Qua mình ấn cái gì nhỉ? Reset máy rồi, vừa reset máy một lần rồi. Cách đổi bàn phím hệ Mac thành Windows à? Đúng không nhỉ? Anh em vào Steam Impulsion. Gì nữa? Đấy phải. Ơ cái nút lùi đấy cũng không được à? FNA FNA không được. FNS SAN. Không được anh ạ. Anh ấn nút gì mà ra? Anh biết anh ấn nút gì thì anh đã ấn lại rồi, nhưng là anh không biết anh ấn cái gì mà lại trên này nhỉ. Từ từ, bây giờ không có nút ALT nó hơi khó chơi một tí anh em ơi. Tại vì tôi chơi con Gravet còn được, chứ chơi mấy con kiểu Lee Sin đi phiếc là tôi không ấn nút ALT tôi không chơi được. Đâu? Tắt cái game 3 đi là được. Cái game 3 là cái gì? Bây giờ anh em, cái game 3 là cái gì tôi tắt. Bạn bàn phím của tôi là drupd anh em ơi. Drunk đi. Đấy, tên bàn phím của tôi đấy. Bình Phạ Âm đã rescan 5.000 đồng. Rút bàn phím ra cắm lại là DC. Không, rút rồi, đi phép rồi. Trôn ăn đen còn không ra này. Anh quanh cái này nữa.
Win. Anh làm gì có cái gì ở đâu, anh thoát hết rồi. Hay nhờ, thử reset lại cái nhé. Anh chơi không quen cái bàn phím to nữa, anh đang chơi quen cái này rồi, đợi anh một tí. Nó dục từ từ đã, nó dục. Bình Phạ Âm đã WeScan 5.000 đồng. Có khi nào ông lại tải bản beta của con game mới để quay quảng cáo ca? Đâu, tôi có tải gì đâu, tôi không tải gì. Tôi không tải gì hết, anh em ơi. Tôi tải gì đâu. Đây FNW đây, FNW đây. Vẫn không phải anh em ạ. Bình thường ấn chữ win là nó phải hiện ngay lên cơ. Không lên luôn. Phải thật. Cái bàn phím của anh nó có phần mềm nhưng mà anh không có xài, anh chỉ cắm vào anh chơi thôi. Bình Phạ Âm đã WeScan 5.000 đồng. Mở mấy web test bàn phím xem sao. Tại cái Google Chrome này thì các bạn chỉ và các bạn sẽ hướng dẫn. Xin chào các bạn. Hôm nay nhà xanh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kết nối cái con bàn phím của bạn với lại chỉnh bàn phím của bạn trên web của Trendyol luôn, hẳn trên web luôn. Và ở đây mình sử dụng Chrome này thì các bạn chỉ cần bấm đây, xong rồi bấm Connect ở trên này là đã hiện Google Chrome này thì các bạn chỉ cần bấm đây, xong rồi bấm Connect ở trên này là đã hiện ra cái con bàn phím của bạn. Và các bạn hãy lưu ý là các bạn cần một cái firmware mới nhất của cái con bàn phím này để có thể sử dụng những cái config trên trang web như thế này. Và ở đây các bạn sẽ thấy là Turbo Mode. Turbo Mode có nghĩa là nó tối ưu.
Cường Lan Can đã rescan 50.000 đồng. Ứng trước tiền học tin học, chiều đi học sớm đi em. Anh hỏi anh Cường nhé. Thế biết đánh kiểu gì đây, mẹ hỏng cái nút ALT này. Bây giờ cái nút win nó thành nút ANT. Có nút win là không bấm được nữa rồi, sao thế nhỉ? Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Đánh với anh em không cần dùng nhiều nút đâu, tháo bớt ra cũng đờ si mà. Con à? Anh bảo bây giờ cái bàn phím của anh ấy nó cái nút win ấy nó thành nút ALT ấy, biết làm nào để nó quay về bình thường không? Có nút MN. MN có nút win à? Ok đấy. Vẫn thế em ạ. Đi đổi cái cáp nhỉ? Có sợ là có anh có bị rơi cái cáp này bao giờ không? Không, anh để nguyên đây mà. Hôm qua anh vẫn để nguyên đây anh chơi mà, mang đi đâu đâu. Ờ 23 mở trên có được không? Thì 123 á. Anh chơi cái này một thôi. Chắc là viên. English. Tìm tất cả mọi thứ đều bình thường cả, nút ship, tab đều được cả. Có mỗi cái nút. Pin thì không được và nó đúng rồi. Thế thì anh giúp em lên cái trang web tên là Keytest, xong anh nhấn nút đấy thử nhé. Chặn vào nó vui không? Khả năng là nó là nút win đấy, bởi vì vừa nãy anh ấn nút đấy với cả nút kiểu binh ở trong đó L ấy, nó ra cái bảng gì á. Đúng rồi, đó là nút ALT là nút win em ạ. Còn nút ALT nó lại là nút ngược lại đấy. À, thế thì như là bị đổi cái cáp rồi. Thế bây giờ làm nào để đổi lại? Thì anh nhấc cái keycap lên anh đổi rồi. Nhưng mà hôm qua anh vẫn chơi bình thường mà sao lại đổi kiểu đấy được nhỉ? Thế ai đổi keycap của anh ra kiểu lau dọn rơi ra xong lắp nhầm tại cái hệ thống key test mình trên phép nhận nó đúng rồi. Đổi à? Thế cái bản phím này của anh có ai cậy đâu nhỉ? Mình có mình anh chơi à? Anh sợ anh bấm vào cái gì nó bị đổi ngược lại thôi. Nó là mạch mà. Cái phím này của anh thật sự là nó còn không cậy được lên cô. Thôi được rồi, để từ để mò thêm nhèo nhá. Chấp nút ALT có chơi được không nhỉ? Chấp nút ALT có chơi được không anh em?
Ui, lần đầu tiên mình bị cái này luôn á. Em cảm ơn anh Cường nhá. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Máy nó bảo cần đi chữa lành em AH. Anh ấn rồi, anh ấn rồi nó cũng không đổi ngược lại luôn. Chả hiểu. Thôi gọi chơi đi anh em ơi. Nó bị ngược hai nút đấy đó. Khả năng ấn Windows hộ thể thật đấy chứ. Windows hộ thể à? Windows W à? Hơi ngược tay một tí anh em ạ. Hay thật đấy, cái lỗi này là đầu tiên mình bị ấy. Ấn cái phi mà nó đổi được hai nút với nhau, hay thật. FN cộng A. FN cộng S. À, kệ cứ chơi đi anh em ơi. Chấp. Chấp nút ALT. Chấp nút ALT. Tôi pick những cái con mà không cần phải dùng nút ALT là được anh em ạ. Làm tí anh Cường ơi, làm tí anh Cường ơi. Thì bàn phím bạn có thể fix bằng FNA F cộng spec. Yes, I'm skewer. Ai cua tai na ai cua
from afar. Điên người đấy nhở. Giáp thanh đã WeScan 5.000 đồng, mấy con bàn phím Bluetooth hay có cái thanh gạt Win sang mắc. Ông xem có bị gạt nhầm sang không? Không có, tôi không thấy cái thanh gạt nào cả ông ạ. Không thấy cái thanh gạt nào cả. À, để coi mẹ mày đúng OCD luôn á. Tôi không quen là tôi đéo làm được cái gì cả thế luôn, mặc dù là cái con bàn phím tôi đang chơi này là con bàn phím tôi chơi mấy năm rồi đấy, nhưng mà tôi mới chuyển con kia sang được 2 tháng rồi tôi chơi con này cũng không được luôn á, bực vãi lìn. Killing spree. Duy ấn hết mấy cái cách mà anh em vừa comment rồi, FNA rồi FNS rồi giữ 3 giây rồi tôi ấn hết rồi không được anh em ơi.
Your turret has been destroyed. Giáp thanh đạo 5.000 đồng của ông có ảnh hưởng đến game hay cô à? Nhưng tự nhiên bàn phím bị vậy tâm lý nó vẫn khó chịu ai nhỉ? He he. Cảm ơn em nhé. Chịu luôn đó chứ. Mà bị một cái đang tự dưng đang chơi bình thường cũng bị mới đau chứ. Thôi ông Phú Quốc ơi, ông im lặng giúp tôi cái. Ông cứ ngồi gây gua tôi với anh Mực làm cái gì? Ông đang muốn tôi chửi anh Mực à hay nào? Ông cứ gây gua làm gì? Đúng đéo cầy giữa đường, 9 người 10 ý. Cảm ơn em nhá. Cái nghề nó vậy mà, cái nghề nó vậy mà tình yêu ơi. À. 9 người 10 ý mà. Cảm ơn Đăng Phước nhá. Đăng Phước đã rescan 5.000 đồng. Mới vào xem mà sao trông A buồn thế hả A đâu. Anh cảm ơn Phước nhá.
Cảm ơn Giáp Thanh nhé. Giáp Thanh đã rescan 5.000 đồng. Xong game ông thử FN2 cộng ESC trong 3 giây để khôi phục về mặc định xem được không? Tôi cũng vừa ấn cái đấy rồi á. Tôi cũng vừa ấn cái đấy rồi nó vẫn không được á. Khó rồi anh Cường ơi. Khó rồi anh Cường ơi. Cặp 445. Ok. Diana đâu nhỉ? Phải giết được thằng Diana mới win được game này anh em ạ. Trời ơi, sao nó không che Duy nhờ? Sao vậy? Thế mẹ mi à? Thế mẹ mi à? Thế thua rồi. Thế mẹ mi thua rồi. Thế mẹ mi thì mai win. Ok mi. Mẹ mi. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng, gặp mấy thằng tự ái khó đánh thật em AH. Cảm ơn anh Cường nhá. Khó luôn anh Cường ơi. Hay nghe. Anh Cường thì cầm thu thập luôn à? Đấy con fit cầm thu thập luôn à? Rồi. Em đi. Sửa cái bàn phím này à, lại em menu W bàn phím anh không có chữ nào là chữ menu luôn.
tay phải cạnh tay phải là nút control mà. Ờ, vãi ổn được luôn, vãi ổn ok, cảm ơn Thánh Trương rất nhiều. Ô được luôn à? Được con mẹ luôn rồi, vãi có. Cảm ơn em nhá. Được mẹ luôn. Được rồi, được rồi. Được luôn rồi. Ô nhưng mà sao bàn phím ở trên này của anh nó ghi là nút control nhỉ? Cường Lan Can đã rescan 100.000 đồng. Em chơi đi nhé, anh phải đi có việc chút. Dạ vâng, em cảm ơn anh Cường nha. Nút đấy phải nút menu. Ai đổi keycap của anh à? Em cảm ơn anh Cường nha, thank you anh. Em đang hạt FIFA, ok em Thắng ơi. Em Thắng có tí, có muốn làm tí va với anh không? À em Thắng, em có muốn làm tí va với anh không? Nhưng mà Thắng Trương ơi, em search cái bàn phím của anh ở đâu ấy? Bàn phím này nó lắm phím tắt lắm, tại vì nó trước tôi thấy nó còn cho tôi lúc tôi mua ấy, nó cho tôi một cái nguyên một cái quyển giấy về các tổ hợp phím nhưng mà tôi vứt cái đấy rồi. Từ cách bật đèn màu nào hay là đổi sang màu nào rồi các kiểu không. Trước tôi lúc tôi mới mua về cái bàn phím của tôi nó có cái màu đẹp lắm mà tôi ấn cái gì ấy bây giờ nó chỉ gọi là lướt lướt như này thôi. Bây giờ nó cứ lướt lướt như này này. Không biết làm nào để nó về cái màu đấy. Em xem YouTube nó có cái giấy hướng dẫn à? À. Thế bỏ mẹ rồi, anh vứt cái đấy rồi. Anh tưởng cái đấy là mấy cái linh tinh anh vứt luôn. Ok, ok, cảm ơn nhá, cảm ơn anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, 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 được rồi, được rồi. Được trở lại làm chính mình rồi. Được trở lại làm chính mình rồi. Cảm ơn tình yêu nhiều nhá. Anh em thông cảm tôi hơi OCD một tí. Với cả tôi mấy cái về mấy cái máy tính này tôi không có biết nhiều ấy. Tôi không có biết nhiều về mấy cái này, tôi chỉ biết má mua về cắm vào là chơi thôi. Nay có vlog không anh? Để anh hỏi edit xem đã lên được luôn. Thắng Hải Phòng đã rescan 10.000 đồng. Em bán hết bọn Real rồi mặt cười. AC Milan chân ái. Đổi luôn à? Đổi tem luôn à em ơi? Dạ. Cái gì dạ? Cái lẩu má. Có luôn à? Ui cả cái YouTube bị luôn anh em ơi.
Đùa, vừa sửa được cái bàn phím thì cả YouTube sập. Có à? Được rồi, được rồi đấy, được rồi đấy. Được rồi đấy anh em. Anh em nào còn lag F5 lại được. Được rồi đấy, được rồi đấy, cái lối xanh rồi đấy. Kết nối xanh tươi rồi đấy. Thắng ơi, thắng, thắng của anh ơi. Anh em mình có lên vào cày level với nhau không thắng nhỉ? Anh em mình vào cày level FIFA không nhỉ? Tao xin một quy nha. Mọi người ơi, mọi người like lại cho tôi một cái nha anh em. Vừa lấy cái YouTube nó bị sập anh em ạ. Mọi người vô lại nha. Let's get this party started. Hai anh em rất ok. Ô, thằng TF chạy từ rừng mình ra. Mẹ nó chạy vào đây gua rồi à? Đừng bảo nó vua rồi nhá. Cái quay à, mày vẫn ok luôn á. Đúng được cái quay này là vẫn ổn nha, vẫn ổn nha. Vẫn ổn áp ly hoa nha. Ganh luôn là các sardin thì sao?
Bot cẩn thận nha, bot cẩn thận nha, có thể canh nha. Cẩn thận củi lửa em ơi. Cẩn thận củi lửa. Có tôi đến. Dạ. Thế lùi rồi mà ta. Không sao nhá. Tất cả nó vẫn trong tầm kiểm soát. Ai chăng? Vẫn đánh nhở? Liều. Ra xã hội làm ăn bươn trải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Tất cả nó phải ở trong sự kiểm soát nhá. Tay cầm em mai ngày kia về rồi, em hạt tầm tháng chấp anh ba nho. Thắng ơi, anh nói thật, đừng để anh thuần được cô gái Hà Lan. Đừng để anh thuần được Eden Hà Lan nhá. Eling Hà Lan. Anh mà thuần được chú bé Hà Lan là em rách việc với anh luôn ấy. Tình hình là mình phải vào FIFA mình cày cấp level cầu thủ thôi. Các đối thủ tập luyện chăm chỉ quá, mình bỏ bê này chết rồi. Cái bàn phím vào đánh nó khác hẳn nhờ các tình yêu nhờ. Trong cái trận cá dịch trông bẩn thật. À, chính ra nó có đúng một thao tác có lẽ mình ngồi mình mò mình như này thế kia. Mình bấm loạn lên, sợ thật. Nếu mà ăn rồng thì vẫn còn hai bãi rồi. Thúc vật KS.
Thắng Hải Phòng đã WeScan 10.000 đồng. Tối nay anh Trung em muốn giao lưu FIFA với anh. Anh Trung em à? Thế thì có lên hết trận này anh vào anh cầy cấp FIFA không nhở? À đúng rồi, tí anh treo giả lập, đúng rồi, không biết là nick có giả lập không? Đúng rồi, vào treo giả lập lên level chứ có gì, quên đấy. Treo giả lập tí đi, bắt buộc rồi. Cảm ơn Phước nha. Đăng Phước đã WeScan 5.000 đồng. A Duy sinh viên KS à? Sinh viên KS. Sinh viên KS em ạ. Ồ, để đâu gì đấy, A Phe ơi. A Phe em làm gì đấy A Phe? Vlad chỉ á? Đang lời mà. Chính ra đang lời luôn, Vlad lên cái thua luôn đó trời. Rồi ạ. Anh em với tôi combo con gờ đá gát này nó tròn trịa không? Biết ông Duy không? Biết ông Duy béo không? Ma mình còn tưởng Camille nó e chạy luôn á trời. Nó e đánh luôn anh em. Đăng Phước đã WeScan 5.000 đồng. Cái lưỡi ảnh dài ác. Cái lưỡi anh không dài Phước ơi. Pha đấy anh làm mà. Pha đấy anh làm hết nhá. Đấy, nhường mạng ngay anh em đây không? Nếu mà tôi mà muốn ăn là tôi ăn ngay. Nhường mạng ác luôn đấy chứ. Không nha, thắng nha, tách việc ấy. Hai. Hai luôn. Camille. Wiser nè.
Ok. Mà con Cassidy nó không đứng nó bách cùng thằng TF đi trời, nó khôn quá anh em. Nó khôn quá. Quả đấy mình tưởng tượng ra là cái double kill rồi đấy. Ok rồi, anh sửa được rồi, sửa được cái phím rồi. Ai da, thằng ngũ ra gích má mày. Vừa ra vết nó ăn mặn, à nó farm ác thế nhở. Cuối cùng là bị sao á, bị đổi phím em ơi. Nhưng mà cái bàn phím này của anh là nó có cái phím bấm để đổi lại được. Vừa nãy bạn thắng Trương bạn ấy chỉ là đổi được luôn rồi. Nó bị dính cái nút menu với cả nút nút đúp. Thật ra cái bàn phím này nó tổ hợp, nó khác với phím khác anh em ạ. Cộng thêm một kiến thức ấy. Bây giờ tôi cứ tưởng là phím nào tổ hợp phím nó cũng giống nhau. Hóa ra nó có tổ hợp phím khác nhau. Cộng một kiến thức. Tặng cho mày một chấm nhẹ nhàng. Tí hay. Nhạc sư. Bà xác. Em uống gì đấy? Hay chưa anh em ơi. Combo đấy, combo maximum của Zagex nha anh em nhá. E ném R, trong lúc R thì flash. Là cái E chạm đến là cái R nó cũng trúng đất luôn, là kể cả nó có flash thì nó vẫn trúng. Combo mắc binh ấy. Lại chưa hay đâu. Thật sự với anh em là con Gragas này thế giới nó cũng chỉ đánh tới cái combo đấy là hết, không hơn được combo khác anh em ạ. Đó. Hết vị rồi. Trông mà quả áo giống Gragas ở trông cũng giống nhỉ.
bụng không giống nhá. Rách việc với tôi ông ạ, ông rách việc với tôi luôn. Ông là chạy đi đâu? Balon không? Balon me không? Ăn luôn, ăn luôn. Ok, đẹp luôn. Rồng luôn. Rồng là huyến, rồng là huyến. Rồng là huyến, rồng là huyến. Rồi, rồi, rồi. Mày xong rồi. Anh em vào livestream cho tớ xin một nút like nha các tình yêu nha. Đây rồi, đây rồi. Z-com tới. Mẹ ăn thụy đánh con cam mưu này hay đấy. Tôi biểu diễn lại cho anh em một phát nhé. Combo nhé. Hất về mà kể cả có flash cũng không đỡ được đây này. Trời đồng quá, trời đồng quá, đồng lính quá. Win bà rồi. Đã WeScan. Cảm ơn Phương Bóng nha. Em cho Duy xin một nút like cộng đăng ký kênh. Y nào rảnh có thể thêm một nút share nhé mặt cười. Thế là quá tuyệt vời luôn Phương Bóng ơi. Thế là quá tuyệt vời luôn nhá. Cảm ơn Phương Bóng nhiều. Trang ơi, Hali Lao còn nướng rồi đấy em ạ. Đi ăn luôn bây giờ á? Nhưng mà bây giờ nó đang hot quá nên không biết là có bàn không nhỉ? Có bàn không ấy? Hai rưỡi chiều mà đi ăn nướng thì có vẻ là... 3 giờ rồi.